Chị chưa được ăn cái kẹo mút nào to như này đâu ấy. Em không biết trong này mà có mấy cái ấy. 1, 2, 3. Yeah. Ui, trời nặng lắm. Xin nhân đội vào cho đội ăn mát nhá. Wow, nhiều thế. À, hay là bây giờ chúng mình học màu đi. Lần nào cho người ta ăn cũng bắt người ta học màu. Nhưng thôi, học là được ăn. Đâu, nào. Bây giờ có bao nhiêu màu? Quét. Quét màu đỏ à? Chị rút ra nhá. Nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Giỏi chưa? Ở đây, lấy cái này đây. Đấy, chúng ta cái kẹo vào đây. Wow, màu gì nữa? Đó chị. Sao được ăn rồi, sao bây được ăn giờ rồi? Có mấy màu? Dê nào? 1, 2, 3, 4, 5. Thơm thế. Bây giờ em nói chị có bao nhiêu màu green? Màu green à? Màu này có phải không nhỉ? Không phải. Không phải à? À, thế màu này rồi. 1, 2. Bây giờ đó chị. Bây giờ có mấy màu black? Thế còn lại một đó thì là nó ở đây đúng rồi đấy đúng không? 1, 2, 3 cái. Chị đúng hết rồi đúng không? Đây 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 đây. Ngồi lên 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 ngồi lên. Em cho đây đây. Wow. Ôi nhiều thế. Nhớ, chị á chỉ được ăn cái kẹo mút bé bé thôi. Chị chưa bao giờ được ăn cái kẹo mút to đâu nhá. Mà một kẹo mút lại còn có mặt cười này. Thôi bây giờ học xong rồi mình ăn đi được. Biết. Nhưng mà chưa, em ơi, em nhiều kẹo này em ăn một mình là sâu răng ấy. Cho chị ăn cùng á. Chúng mình chia nhau được không? Tất cả chỗ này là của em. Em nhiều như thế mà cho chị cái mũi 3 cái vừa. À, thôi bây giờ chúng mình ăn là chúng mình ăn chung đi. Ừ, ăn chung nhá. Ăn chung còn hơn chứ không được nhỉ. Bây giờ ăn đi, em chọn màu gì? Cho chị màu đẹp hơn đi. Chị chọn màu đỏ. Ê. À, ở xung quanh mình thích màu đen. À, không, ăn chung màu vàng này. Wow, ôi, đẹp chưa? Dâu. Ngon. Dầu ngon lắm. Đúng không? À, chị thử cái màu vàng này nhá. Wow, như quả cam luôn. Ngon cực. Em thử luôn cả hai cái đi. Đút cả hai cái vào mồm xem nào. Wow, mồm dạo. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon nhiều. Ngon đúng không? Em ấy, chị bóc cái khác nhá. Em mà ăn của chị hơn gì. Không ai ăn chung đâu. Ăn cái một mối này. Ngon không, ngon không? Ngon nhỉ? Em ơi, xua toàn được mẹ cho mua đồ ăn cho ngon thôi. Cái này không bóc được đâu, chặt lắm. Bóc cái mới đi. Hàng ngày nó chặt lắm ấy. Ừ, xịn mà nhỉ. Ui à, mày mua kẹo ở kia bóc dễ lắm nhỉ. Kẹo kia đẻo quá. Ừ, đẻ luôn xịn thật đấy. Ủa, ủa cũng lại màu hồng à? Ngon nhá. Mấy mình đi chơi đi. Ở đằng kia mới có khu vui chơi mới vui cực. Ra đi xúc cát đi. Đi. Đi ơi. Để em đi giày dép bạn ạ. Đưa chị đeo giúp. Trời ơi, lại điệu chưa? Mẹ lại còn mua cho giày xinh nhá. Hôm nào đi đám cưới cho chị Vân nhá. Được. Đi. Đó, mình đi chơi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.